À, đây là cái con cá mà chết nè mấy bạn, do những cái chai thuốc trừ sâu mà người dân họ phun thuốc xong họ liệm xuống đây nè. Nè mấy bạn, mình vớt cái con cá chết cho mấy bạn xem nè. Ô nhiễm cho nên là cá nó chết á. Tại vì những cái cây thuốc trừ sâu á các bạn, họ phun xong là dục ra ngoài này nè. Chào mấy bạn nha, hôm nay thì mình đi hút rác. Tại vì là mình thấy những cái người dân á, họ làm ruộng xong là họ phun thuốc cỏ hết mấy bạn. Thì những cái chai thuốc cỏ như thế này nè, họ sẽ dục vào những cái con mương như thế này thì nó làm chết cá. Cho nên là mình thấy như vậy thì nó rất là ô nhiễm môi trường. Thì chính vì vậy mình mới vớt rác đó mấy bạn. Trong cái lúc mà mình đang vớt nè thì anh này anh đi trên đường anh định phóng xanh á, nhưng mà xuống cái mương này thì mình thấy thì mình nói anh là đừng có thả ở chỗ này tại vì cá chết á, thì anh mới bịt cá nè mấy bạn, anh đứng đi phóng xanh nè. Đó, đây là cái con cá chết nè mấy bạn, mình quay cho mấy bạn xem nha. Nè mấy bạn, đây là những cái chai thuốc nè. Và mấy bạn thấy cái video của mình ý nghĩa, mấy bạn lan tỏa giùm mình, chia sẻ cho mọi người hiểu về cái tác hại của cái việc thuốc trừ sâu mà nó ảnh hưởng đến nguồn nước nè các bạn. Rồi cá nó chết á. Chạnh lòng thấy u hoài khi xưa mình ở đây. Mình đi vào buổi chiều á cho nên trời nó hơi tối nha các bạn. Khóm hoa làm dấu thương lối xóm mình con kia mà sao quá âm thầm. Sương rơi mênh mông khơi nhiều nhung nhớ cho những ngày vui đã qua. Tôi quay gót ra đi không mang theo gì hơn, nhìn đêm khuya vắng về càng thấy thương ngoài ô buồn. Chạnh lòng thấy u hoài khi xưa mình ở đây với tình yêu với đời. Khóm hoa làm dấu thương lối xóm mình con kia mà sao quá âm thầm.